Chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Vân. Các video mới nhất của Vân sẽ phát sóng vào 8 giờ tối hàng ngày trong tuần. Mời các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều đặc biệt mới nhất ở khu kinh tế Vân Phong. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích và chia sẻ nhé. Trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa có tổng diện tích là 150.000 ha, trong đó có 70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước. Ở đây có hệ thống đảo bán đảo phong phú với cảng nước sâu, độ sâu tự nhiên từ 22 cho đến 30 m mà không có nơi nào để có được. Lại nằm ở ngã ba các tuyến hàng hải quan trọng như là từ châu Âu sang Bắc Á, châu Úc sang Đông Bắc Á, Đông Nam Á sang Đông Bắc Á, là cửa mở hướng ra biển Đông của vùng Tây Nguyên nói chung và cả của bán đảo Đông Dương nói riêng. Nó có một cái vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, không những chỉ ở Khánh Hòa đâu mà còn cả của cả nước nữa. Và để nhằm sớm phát huy tiềm năng lợi thế của khu vực này thì ngày 25 tháng 4 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cho thành lập khu kinh tế Vân Phong. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có cảng trung chuyển quốc tế container, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác. Thực tế là từ năm 2000 cho đến năm 2010, Vân Phong đã xuất hiện một số những dự án trọng điểm như là đóng tàu du lịch. Tiếp theo là những lý do khác nhau, cho nên là cái việc thu hút đầu tư vẫn còn cái nhiều bất cập, làm cho Vân Phong đang chưa đạt được những cái kỳ vọng như mong muốn. Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng khu kinh tế Vân Phong thành vùng kinh tế động lực của tỉnh với nhiều giải pháp vừa cấp thiết vừa lâu dài. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến quy hoạch sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2021. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì Vân Phong đang đứng trước những cái cơ hội và thời cơ, những cái vận hội rất nhiều triển vọng. Với những cái điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng thuận lợi thì khu vực Nam Vân Phong đang được quy hoạch làm các khu công nghiệp để phát triển điện khí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết Vân Phong là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Do đó, tỉnh sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn để thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư. Từ một vùng đất rất là hoang sơ, hơn 20 năm qua, tính đến tại thời điểm hiện tại, thì khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 158 dự án với tổng số vốn đăng ký lên trên 4,1 tỷ đô la Mỹ. Các bạn thấy kinh khủng không ạ? Trong đó có 61 dự án đã đi vào hoạt động và 67 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Có 8 dự án đã thỏa thuận chủ trương đang thực hiện thủ tục đầu tư với tổng vốn là 10,3 tỷ đô. Thực tế đã có một số dự án lớn đi vào hoạt động đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm lao động cho địa phương như là công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam, kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, khu công nghiệp Ninh Thủy. Chỉ riêng công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Hyundai Việt Nam trong năm 2019 đã đóng 16 tàu mới, doanh thu 458 triệu đô la Mỹ, giải quyết cho việc làm cho hơn 3.000 lao động. Ngày 23 tháng 11 năm 2020, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thông qua cái việc lựa chọn 4 địa điểm trong khu kinh tế Vân Phong thuộc địa bàn phường Ninh Thủy và xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa với tổng diện tích là 1.053 ha, đề nghị Bộ Công Thương xem xét đưa vào quy hoạch điện các dự án cảng, kho khí và nhà máy điện khí hóa lỏng LNG. Điểm thứ nhất là tại khu công nghiệp Ninh Thủy, diện tích khoảng 41,59 ha là khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Điểm thứ hai là tại thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước có diện tích khoảng 100 ha, trong đó diện tích lấn biển là khoảng 50 ha. Hiện tại thì tập đoàn Sumitomo thuê sử dụng tạm khu vực này để phục vụ xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Sau tháng 3 năm 2024 sẽ trả lại mặt bằng sạch sẽ. Điểm thứ 3 là khu quy hoạch
tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong tại thôn Ninh Yển và xã và thôn thôn Mỹ Giang thuộc xã Ninh Phước, có tổng diện tích là 311 ha. Thì đất liền là bao gồm có 152 ha này, 70 ha nằm trên đảo Mỹ Giang và 88 ha diện tích mặt nước. Điểm thứ tư là khu vực quy hoạch phát triển công nghiệp Ninh Tịnh tại thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước với diện tích là 600 ha. Trong đó phần diện tích dự kiến thu hút nhà máy điện khí hóa lỏng LNG và kho chứa khoảng 100 ha. Ông Hoàng Đình Phi, trưởng ban khu kinh tế Vân Phong cho biết, theo định hướng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ xây dựng khu kinh tế Vân Phong thành cửa mở hướng ra biển và theo hướng hợp tác phát triển hành lang kinh tế Đông Tây và Bắc Nam. Phía Nam vịnh Vân Phong được định hướng sẽ là những trung tâm công nghiệp lớn và cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghiệp. Khu vực này có độ sâu rất thuận lợi tự nhiên là từ 20m cho đến 30m. Hiện có cảng tổng hợp Nam Vân Phong, nhà máy đóng tàu Hyundai. Theo ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, dù quy hoạch điện khí khu vực Vân Phong chưa được phê duyệt, nhưng hiện đã có 8 nhà đầu tư của tập đoàn lớn trong nước, Nhật Bản, Mỹ đề xuất làm điện khí rồi các bạn ạ. Nhiên liệu khí hóa lỏng sẽ được nhập khẩu từ Mỹ, Nga là chủ yếu, đốt nhiên liệu chạy các tuê bin phát điện. Ở khu công nghiệp Ninh Thủy hiện có 2 nhà đầu tư là công nghiệp G-Power đề xuất nhà máy điện khí có công suất là 3.000 MW. Tổng hợp các nhà đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn HBRE, công ty cổ phần xây dựng Điện 2, công ty cổ phần Hoàng Cầu Vân Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn Poshi Group đề xuất xây dựng nhà máy điện khí hóa lỏng LNG với công suất 1.500 MW kết hợp với hệ thống chế biến và kho lạnh bảo quản nông hải sản. Tại khu vực thôn Ninh Hiển và đảo Mỹ Giang, xã Ninh Phước thì trước đây có dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong do 4 đơn vị đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN với nhà máy điện khí 6.000 MW trên tổng diện tích là 150 ha. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề xuất kho khí với 3 triệu tấn LNG cho một năm, diện tích 50.000 ha trên đảo Mỹ Giang. Công ty Millium của Mỹ đề xuất nhà máy điện khí lên đến 14.400 MW với kho chứa khí lên đến 17 triệu tấn LNG trên một năm với tổng diện tích là 360 ha. Liên danh nhà đầu tư Amber United và tập đoàn Quantum cùng của Mỹ đề xuất xây dựng nhà máy điện khí 6.000 MW kho cảng tiếp nhận và xử lý LNG với 6 triệu tấn trên một năm với tổng diện tích 300 ha. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPP cho biết, ngày 9 tháng 9 năm 2020 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Phong. Các nhà đầu tư cho biết sau khi quy hoạch được điều chỉnh, nhất là khu vực Bắc Vân Phong, Nam Phú Yên, dự kiến sẽ có 200 nhà đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đến Vân Phong với số vốn đầu tư lên đến 60 tỷ đô. Đây là con số vượt kỳ vọng của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPP, đơn vị tài trợ kinh phí quy hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ xúc tiến đầu tư theo quy hoạch của pháp luật và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư. Và với những cái triển vọng to lớn như vậy thì khu vực cho đến giờ phút này thì khu kinh tế Vân Phong đã bắt đầu phát triển và mở rộng ra, đón chào những luồng tàu mới và sẽ là một trong những cái nơi nguồn nuôi sống nền kinh tế của đất nước Việt Nam. Trên đây là những cái chia sẻ, những cái phân tích về khu kinh tế Vân Phong đang chuẩn bị bay cao bay xa, và Vân cùng với các bạn đã cùng nhau phân tích những cái ưu thế, những cái điểm mạnh của khu kinh tế Vân Phong. Và cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã lắng nghe video cho đến giây phút này. Những video sau sẽ phát sóng liên tục vào 8 giờ tối hàng ngày, mời các bạn hãy chú ý đón xem. Và qua video này thì Vân gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất cả các bạn đã comment tương tác với Vân trong những ngày vừa qua. Vân mời các bạn hãy bấm like video, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để cùng nhau cập nhật chuỗi thông tin chia sẻ về các loại giao dịch đất nền đất biển. Và hãy cùng Vân chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa để cùng nhau cập nhật những video hữu ích và giá trị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối hàng ngày tiếp theo. Xin chào!